Rồi, trận đấu này thì Quân cũng cân cân thôi. Sáng cầm Min thì cân với Katarian của phương Nam, bởi vì hai anh em sẽ chém. AC của Nam Song Kiêu thì cân với Aegis của Thành Lắc. Cần cần thôi, cố lên. Ừ, chả cân đúng không? Quân đội bạn cửa trên tí nhưng mà nói chung là phụ thuộc quân bài. Rồi chúng ta đến với trận đấu bạn này cũng sẽ đấu thứ ba, lâu lắm rồi mới được hô. Ăn hành 6-7 trận thông để lấy lại được một trận. Hơi lỗ. Cần phải trả lại cả vốn lẫn lãi cho đội bạn. Chúng ta đến với trận bản lề. Anh em like xe nào. À, trên YouTube thì không like xe được. Thôi thì like page của mình vậy. Anh em like page của mình để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em. Các bạn đang được xem những trận đấu ở trên kênh sóng NGTV.vn và MyTV là nhà tài trợ đồng hành nhé mọi người. Anh em không biết là ở đây có ai dùng dịch vụ MyTV không? Quê em thì nhà em dùng dịch vụ MyTV xem khá được. Khá là ổn áp và niu hòa. Vãi. Sao anh em vừa nhìn Quân anh em đã hô thua luôn là như nào? Chưa đánh hô thua ở đây. Bài mắc mình dành cho Katarian của Bùi Phương Nam. Hay rồi đây. Ơi, bài mắc mình rồi. Mạnh máy của game thủ Thành Lắc nào. Lắc cũng đã có được một bầy hiệu 7 chuẩn bị đưa về với nhà chính. Nhà cũng là khá mắc bình đến cùng rồi. Cần phải giải quyết trận đấu này. Tính sổ với đội bạn. Đánh khéo vẫn thắng, đánh thắng chặt. Khéo. Không cần phải khéo. Đánh cục xúc vào. Cảm ơn ông Châu ôm bông khủng khiếp lắm. Không thua ba trắng là may rồi. Hy vọng rằng là không thua ba trắng. Bây giờ cái vấn đề đặt bây giờ vấn đề là game thủ thua là tôi còn bị chửi cơ. Thế mới khổ ấy. Cố lên nào. Đây là con voi thứ hai dành cho game thủ Bùi Phương Nam. Thông tin báo về là phía bên kia Thành Lắc cầm M3 của M3 của Sáng Cola. Sáng Cola cầm Minoan. Khả năng đánh chém của Sáng Cola là rất cao đấy. Ốp chết Min là win, Min nó đánh chém anh em. Như vậy là bài cũng được tới giữa game thủ Thành Lắc. Nhưng tôi biết là khi nhìn thấy cái bãi quả này thì bắt đầu là không được dần rồi. Cần phải thêm tìm thêm đồ ăn nữa dành cho Thành Lắc. Bởi vì đây là một tình huống ăn chay. Sáng Cola là người ăn không, như vậy lại có thêm một quả nữa dành cho Thành Lắc. Được. Khi đời chưa? 84 với 26 dần. Khá là mắc ba lê. Quay trở lại với máy của game thủ Bùi Phương Nam. Chọc chéo đi. Đánh theo kiểu là không còn gì để mất nữa cả. Theo một muốn không có hạng Kami. Ở trên trang chủ lip.ngtv.vn nhé mọi người. Don't
Vâng, trở lại với màn hình máy tới từ game thủ Bùi Phương Nam. Như vậy là cánh bên này một tên chéo thẳng sang phía nhà của Sangola, nhưng mà phía bên kia Acidan sẽ là người đánh cục. Thì những khoảng thời gian đầu tiên có lẽ là cung tê đi chậm hơn, vừa mới ra giò thôi. 1p rồi, làm một dân bắn to chọc gió đi. Rồi, mất giò luôn tới từ sáng Cola. 27/32. 2v1 vẫn đang đợi 2 từ sáng Cola. Một trận đấu mà sáng kích đời ở phút thứ 11. 0-7. 0-7. Ô dê. Nhiệt tình với đội Bùi Phương Nam. Trong khi đó đây là máy của đội thủ Thành Lắc vẫn đang quay nhà của Cầm Minoa, cực kỳ hợp lý. Tân cung đầu là 3. Trở lại với máy của game thủ Bùi Phương Nam. 31/36 đã chém Minoa rất yếu rồi. Anh vẫn quyết tâm quay trở lại tiếp tục chém, không cho đối phương thở. Nhưng mà ngay cạnh đó là bãi gỗ của màu 6 nam siêu kêu. Tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Về. Không về con này. Nhưng không sao, vẫn là được thêm một lạc đà nữa. Rất nhiều lạc đà dành cho game thủ Bùi Phương Nam rồi. Và đây là những lợi thế Acidan, các bạn thấy bây giờ mới đẩy cung tê. Mặc dù có giáp. Gặp chưa? Trở lại với anh máy của game thủ Thành Lắc. 41. Đây sẽ một tân đi cùng nhau tới từ Thành Lắc và Bùi Phương Nam. Cầm luôn cung kìa. Trời luôn. Phải có nam, ý là phải có nam thì mới chơi được đấy. Kìa, có lạc đà của sáng kìa. Vậy rất khó chịu tới từ cầu thủ Thành Lắc. Anh à, được cơ chứ. Rồi, ăn được khá lạc đà của đối phương. Nhưng đội bạn có một tân dí thẳng vào nhà của cầu thủ Thành Lắc. Cần phải có quân về. Bằng máy của cầu thủ Bùi Phương Nam mà đang chém rất nhiệt tình.
Phải nghe không cho đội bạn vào phía bên trong. Rồi, bắt được toàn bộ số lượng cung đường của Bùi Hữu Nam. Đó là một nửa cái quân của Nam, là Nam đang chạy một nửa cái quân ở khu vực khác. Rồi, ốp được chưa? Ốp. Rồi, bạn vẫn đang chưa quit. Chơi luôn, đảo đi. Còn đây là một phần chơi tới đội hình viên ở dưới team GTV. Chơi cung RAC của chúng tôi thì chưa quit này. Quit. Tiếp tục dồn lên. Đừng nhận đồ là có thể lên được đầu máu. BC đang thiết kế rồi. Có thể đầu máu thì sẽ là một sự khác biệt rất lớn. Hàm lại vẫn là 50 dành cho đội chủ Thành Lắc. Còn trong khi đó đầy mảnh máy của Bùi Phương Nam. Nam vẫn đang là 3L cực đều trong trận này và đã là chém 4 rồi. Rất khỏe. Đầu máu dường như cũng đang được nâng dành cho game thủ Thành Lắc rồi. 56/68 cần phải có thêm. Thực ra cũng chẳng cần phải nâng bản đồ, bởi vì đánh 22 thì việc bản đồ là không quá quan trọng. Chờ đi. Thôi. Xin người. Thôi đừng. Tiếp. Có sao mà ông sáng có la ông vẫn còn lạc đà này. Ai phải về đấy. Đặt nhá, có đạo là đạp nhà ông đây nào ạ. Về rất tốt dành cho Thành Lắc. Giáp 2 đã có rồi. Sao ông sáng cô la này vẫn ra đều là đà đấy nhỉ. Tăng A thì lắc rồi. Rồi xì rồi. Bàn thắng máy của Bùi Phương Nam. Thủ của Lắc này, đứng trên dốc thủ nhá. Thắng máy Bùi Phương Nam, đây rồi. Đây tần chí mạng. Nào, đấu quân đi Nam Lắc này. Nào đấu nhá, nhiệt tình vào. Khỏe, đây là chúng tôi. Khỏe. Này thì khỏe này. Vào ruộng. Bay ruộng dành cho game thủ Nam Soul Kill. 3L nắm bắt cực đều dành cho Bùi Phương Nam. Bay đấy, còn mỗi từng đấy quân thôi. Cố lên Lắc đây.
Thằng này 57.104, có lẽ rằng với cung đời Zigzag 4 thì vẫn đỡ được bình thường. Tình huống đi quân hơi lỗi tới kỳ thủ thành lắc. Khó, sang đi. Sang nhiều nhiều là đàm tí. Rồi, 52 dành cho Thành Lắc, còn đây là Bùi Phương này. Với từng này lạc đà thì ông đỡ hộ tôi cái. Nào, vào. Xích cổ nó cho vào. Này, đánh khỏe với cả chúng tôi này. Tỷ số nữa lên 2-1 trong trận đấu thứ 3 dành cho Team Game TV. Một trận đấu mà không hiểu sao sáng hôm nay vẫn lấy được ra lực rất khỏe. Sao lực nó khỏe, ăn hoang được lên được bánh xe. Lực vấn đề nhưng mà